Xin chào tất cả các bác nhá. Thì đã lâu lắm rồi em cho cái bản mặt khủng khiếp của em lên trên video tí để cho các bác đỡ quên cái mặt của em phải không? Thì hôm nay em sẽ trả lời cho các bác một số câu hỏi nó liên quan đến vấn đề làm cái cây na Thái. Câu hỏi chung chung thôi, em nghĩ là nhiều người biết rồi nhưng mà nhiều bác lại vẫn cứ hỏi lại. Và thời gian vừa rồi em đi thăm một số vườn ấy, thì em mới thấy được là một số bác vẫn còn đang có cái, có thể nói là gì nhỉ, có thể nói là một số bác vẫn đang hiểu lờ mờ về một số cái vấn đề, nó về cái vấn đề cơ bản ấy để làm cây na Thái. Thì giờ em sẽ vừa quay cái em vừa quay cái vườn na của em mà em vừa trao chia sẻ với các bác nhé, thì em mới xuất hiện một tí thôi để cho các bác đỡ quên cái bản mặt đáng ghét của em thôi nhá. Rồi đây thì trao đổi với các bác luôn là vừa rồi em nhận được mấy câu hỏi của bác như thế này. Các bác hỏi là giữa cái na Thái này này và cái cây na sầu riêng á mà bây giờ người ta đang quảng cáo rầm rộ đấy, thì ta nên trồng cái loại cái cây na nào, có nên trồng cây na sầu riêng không? Thì thực tế với cái vốn hiểu biết hạn hẹp của em ấy, thì em cũng chưa rành lắm về cái cây na sầu riêng các bác nhé. Các bác bây giờ lên mạng các bác search ấy, hoặc là tìm kiếm trên mạng ấy, thì các bác thấy được là người ta chỉ quay cái quả thôi, với cả cái cây mới ghép thôi, chứ cũng chả ai quay được cái cây nó có cái quả ở trên đấy cả, đúng không ạ? Tại vì thường ấy là các bác bán giống ở Việt Nam mình ấy, là cứ đi nhập cái quả về để bán ấy. Để bán xong rồi quảng cáo theo cái sách vở hoặc là một cái bài mô típ của bên đó, nó đưa cái giấy tờ cho mình về mình nói thôi. Chứ còn chưa thấy bác nào là chụp cái cây hoặc quay cái video giống như em này này. Đây, cái cây cây na sầu riêng nó như thế này này, xong rồi nó quả ra như thế này này, nó sai như thế này hoặc là ít như thế này này, chưa ai biết được. Nên là để bảo cho cái lời khuyên thì thật sự là không ổn. Bảo là cho cái lời khuyên thì thật sự là em cũng không không dám các bác nhá, không dám. Không dám cho các bác lời khuyên rằng là lên trồng na sầu riêng hay là gì. Tại vì em đang trồng na Thái thôi. Đấy, em đang trồng na Thái, còn na Đài Loan, na dai Đài Loan thì em trồng có mấy cây thôi, nó chưa có trái đấy. Thì nhưng mà cũng qua đây cũng chia sẻ các bác một số cái vấn đề cơ bản như thế này để các bác hiểu này. Thứ nhất là giống mới thì bao giờ người ta cũng đẩy mạnh cái vấn đề là gọi là marketing pro đấy, cho nó hoành tráng lên đấy. Khi mà cầm một cái trái na để quảng cáo cho các bác xem ấy, là chắc chắn người ta sẽ chọn cái trái đẹp nhất rồi, hàng loại gọi là siêu chất lượng rồi đấy. Chứ còn 800 nghìn đến 1 triệu một ký cơ mà. Thì là không ai người ta lại 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 đi cầm cái trái nó đen đen, nó nhỏ nhỏ con cả đâu. Đấy, người ta sẽ chọn những cái trái gần như là nổi trội ở trong cái khu vực người ta thu hoạch được, để người ta giới thiệu cho các bác, để các bác xem cái giống thì các bác thích các bác mua, phải không ạ? Cái thứ hai nữa là về cái vấn đề chăm sóc cũng như là chất lượng của nó thì rất nhiều bác không biết nó như thế nào. Chỉ xem mấy ông bán giống, mấy ông ấy ăn thử thôi, xong rồi các ông ấy khen gật đầu lia lịa, gật gù lung tung thôi đấy. Thì bài học nhãn tiền các bác thấy rằng là có rất nhiều các dòng trái cây là lần đầu tiên về Việt Nam giá nó trên trời không à, giá trên trời luôn. Đây này, em nói đơn cử đây này, đây cây bơ này của em khi mà mới mua nhé, mới đầu một tiền mua là vào cái giá là 320.000 một cây, chính cây bơ này, pin cơ tông đây các bác này, một cái ngọn như thế này đây, em lấy ví dụ một cái ngọn như thế này đi. Đấy. Đây. Một cái ngọn như thế này có giá 200 nghìn. Bằng nguyên một thùng bia. Một cái ngọn như thế này này. Đấy, thời điểm em mua ấy. Các bác nhá. Đấy. Nhưng cuối cùng bây giờ thì có rất nhiều bác chặt đi. Hoặc là của em đây một mấy chục cây đây. Đấy, để dã rời luôn. Đấy. Không phải là không làm được các bác. Làm được. Nhưng mà cái sản phẩm không biết bán cho ai. Đấy, nó khó như thế. Thì qua đây em cũng nói bác là về cây na sầu riêng thì các bác cố gắng là chúng ta tìm hiểu cho kỹ. Đấy, chứ em thấy một số anh em ấy, hoặc là một số bạn ấy là cũng cũng liều rồi. Đấy. Cũng liều rồi đấy, liều liều chơi liều đấy, là làm cả hecta hoặc là 2 3 hecta rồi đấy. Mà cái giống của nó không hề rẻ các bạn. Cái giống của nó em thấy là nếu mà thời điểm này bây giờ thì nếu mà cái loại mới ghép mà non non bây giờ thì cũng phải 100.000 đến 120. Còn cái loại đẹp đẹp là 200 đến 250, còn loại siêu đẹp thì có thể nó 300 đến 500 nghìn một cây. Một cây ghép bằng khúc ngắn ngắn này thôi đấy. Đấy. Thì em chả biết được. Đấy. Em chả biết được như thế nào, nên thành ra cái này chỉ là để phân tích cho, hoặc là chúng ta cảnh báo cho nhau thôi. Còn nếu mà các bác chơi quả an toàn, các bác cứ mua vài cây về các bác trồng. Đó.
Sau này nếu cảm thấy là nó ok ngon lành rồi, các bác cưa cái na này đi, các bác ghép cái na đấy sang vẫn được, không vấn đề gì cả. Tại vì ta ghép được đấy, chứ không phải là không ghép được các bác nhé. Chứ bây giờ đầu tư một loạt ra đấy, đầu tư cả dãy ra cả đống tiền nhé. Hectare bây giờ thì nó phải làm có khoảng 200 triệu riêng tiền dốc. Thì các bác làm ra rồi, đến lúc các bác lại chất lượng trái nó không ra sao cả, hoặc là chúng ta không biết cách làm, hoặc là cái trái nó không đạt, hoặc có thể là không có thị trường để bán ấy, thì chả biết hàng bán cho ai ấy, thì cũng khó cho người dân của mình, rồi cứ đuổi theo một cái bóng thôi. Đấy. Trong khi na thái này, em nói bác na thái ok, chưa bao giờ ế phải không? Giá chưa bao giờ xuống dưới 40.000. Đấy, mà làm cho vụ nào trong năm cũng được. Đấy, một cây như này của em này, nếu mà để mà ok ất giá thì một cây này là đeo mấy chục trái, và mấy chục trái có mấy chục ký rồi. Đấy, nói luôn là như thế, thì có phải là nó cũng được, nó cũng dễ không? Mà cái dễ không làm cứ đâm đầu cái khó, thật ra là mình tự làm khó mình. Đấy, đơn giản hiệu quả thôi, nghèo nghèo một tí thôi, chứ đừng yêu cầu triệu đến 800 đến 2 triệu một ký, là thật sự là cũng không dễ để kiếm được tiền của thiên hạ như thế đâu. Đấy, em nghĩ là đơn giản như thế. Còn cái một cái câu hỏi nữa là các bác hỏi cho em là: anh ơi, sao anh cắt cành như này anh có phải bôi cái thuốc nấm á, bôi cái thuốc nấm mà để nó hạn chế cái vấn đề để cho nó vết thương này này? Thì thực tế trao đổi với các bác thế này, nếu mà cái nato mà các bác mới trồng, mà đấy chỉ 2-3 nhánh thôi, các bác cắt cái bụp phát, các bác tuốt xuống 2-3 lá, đúng không ạ? Một là các bác sử dụng cái thuốc nấm Zidomin, Mancozeb, hoặc là bất cứ một cái dòng thuốc nào mà nó diệt nấm lại, nhưng mà chúng ta hòa ra nó loãng thôi, là chúng ta xịt để bảo vệ cả cây cả gốc các thứ. Còn bác nào cẩn thận thì có thể chúng ta ra mua cái keo các bác. Cái keo mà nó chuyên cho cái vấn đề là để trị vết thương cho cây á. Đấy, các bác về, các bác bôi vào đây này, bôi vào cái vết này này. Đấy, để tránh vấn đề là mưa, gió, sương các thứ nó vào đây, nó thối cái đoạn đầu này. Nhưng mà một cây như thế này thì nhiều thế này thì em không thể bôi được đâu, thì em chỉ xịt thuốc nấm bệnh rong rêu thôi. Còn những bác nào cẩn thận, làm na tơ mới có 2-3 nhánh, nó to như ngón tay này, các bác cắt đi, các bác sợ là nó sẽ ảnh hưởng này, thì các bác mua cái đấy, có bôi cũng nhanh thôi. Đấy, bôi cái đấy cũng được, càng tốt các bác. Đấy, cái đấy cũng tốt mà. Thì đấy là cái trao đổi về cái vấn đề thuốc. Tại thuốc thì rất là nhiều dòng, mỗi vùng bán một dòng khác nhau. Nhưng mà đa phần để mà diệt nấm thì đều sử dụng theo cái dòng và thuốc gốc đồng cả. Đấy, các bác nhé. Đấy, để diệt nấm rong rêu ấy, thường là thuốc gốc đồng nó sẽ diệt rất là tốt. Đấy. Còn thêm một cái câu hỏi nữa là có một cái chị gì, Trang Trung hay gì này, thì hỏi em là bây giờ na cắt rồi, ra quả rồi. Đấy. Thì, nhưng mà ít quả thì có cắt lại được không? Thì câu hỏi này khả năng rất nhiều bác biết rồi. Đó, ta làm trái nứa hai thì ta làm luôn. Sau khi chồi nó ra được khoảng 2-30 phân thì ta có thể cắt thêm. Mỗi nhánh ta cắt thêm khoảng 1-2 cành nữa để cho nó ra thêm nứa bông nữa để nó đủ trái. Đấy. Trong trường hợp mà cây của chúng ta mà chúng ta để nỡ, mà chẳng hạn như là cành nó dài quá rồi, cành 70-80 phân rồi, thì thôi chúng ta để qua vụ đó luôn, để chúng ta chăm sóc cây, để chúng ta làm lưới sau. Phải không ạ? Tại vì sau đó vài tháng thôi là chúng ta ép cây, chúng ta làm lưới sau rồi. Giờ các bác cắt như thế thì vừa chăm cái nứa đầu được một vài quả, xong lại nứa sau vài quả nữa. Đấy, độc cái công đi phun rồi đi bọc rồi đi xử lý cũng rất là mệt các bác nhá. Mệt lắm. Nên là ta nên làm tập trung, theo em là na thái nên làm tập trung theo lứa, theo đợt, để ta dễ dàng chăm sóc. Đấy, thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Chứ còn cắt ngay cũng được các bác nhá. Ví dụ như là em có làm video là làm cái trái trong thân đấy, sau khi chúng ta làm cái trái này nó không đạt này. Ví dụ một cây này của em, ví dụ em làm một cây như này, để mà ví dụ nó đạt được khoảng 30-40 quả chẳng hạn thì là nó ok rồi. Nhưng nó chỉ được 10 quả hoặc 5 quả thôi, thì nên làm một nứa thứ hai. Nứa hai thì chúng ta phải tranh thủ chúng ta làm sớm, khi chồi nó ra được khoảng 20-25 phân là chúng ta đã phải bấm rồi các bác nhé, phải bấm rồi. Đấy, thì để chúng ta làm trái. Thì thực tế thì vườn này của em bây giờ nó chưa có, để em có thể vừa làm vừa trao đổi các bác được. Thì bây giờ nó đang là cái cây cụt thôi. Đấy, cây cụt này thì sẽ phải một tuần nữa nó mới nhú mầm. Đấy, một tuần nữa mới nhú mầm. Thì em sẽ tiến hành cắt này rồi, ngày chiều nay hoặc ngày mai em sẽ cho phun nấm bệnh rong rêu, xong giờ khoảng 3-4 ngày nữa em cho tưới nước qua, tưới phun mưa nước qua cái vườn này,
để cho nó đâm cái chồi cho nó mát mẻ cả cây. Bác nhớ là có cái kiểu tưới nhá, là chúng ta đừng có tưới tập trung vào gốc, chúng ta tưới phun mưa lên. Đấy, tưới phun mưa cho nó rộng ra, ví dụ cái độ ẩm nó rộng hết cả cái vùng này này. Đấy, giống như kiểu là cái một cái cơn mưa rào đi xuống ấy, cái cây của mình nó đâm chồi lầy lọc, nó rất là đẹp, nó đều nhá. Thì còn các bác cứ dí cái vòi nước vào gốc kia kìa. Đấy, đây này, mặc dù em có cái bếp đây rồi nhá, có bếp đây rồi đấy, nhưng mà vườn này của em gần nhà mà ống chạy kia rồi, em tưới phun mưa đấy, tưới phun mưa luôn thì để cho cái cây, cái vườn này nó tăng cái độ ẩm này. Cái thứ hai nữa là cái độ ẩm nó lan đều ra thì cây nó bật chồi rất là đều và đẹp hơn đấy. Thì khi mà bật chồi đều và đẹp thì chúng ta sẽ quản lý được cái vấn đề là nó có đi đọt hay không đấy, đi đọt hay không. Thì đi đọt như thế nào và xử lý như thế nào thì các bác cứ theo dõi các video tiếp theo nhá, chứ em thì một video thì không nói hết được đâu. Cứ mỗi xe hôm thì tranh thủ cái thời gian nghỉ là ra để chia sẻ với các bác một số cái câu hỏi. Đấy, bác nào có thắc mắc gì thì chúng ta cứ đặt đặt câu hỏi ở cái phần mô tả, hoặc là đặt câu hỏi cái phần comment nhé, để chúng ta tìm hiểu cho nó rõ hơn về cái cách làm cái cây na này này. Đấy, chị na thì có mấy loại cơ, na Thái rồi na Đài Loan rồi na sầu riêng, na châu Mỹ, châu Âu thì cũng nhiều lắm, nhưng mà nói luôn là em thì chú trọng na Thái thôi, tại vì em thấy cây na Thái này nó cho thu nhập cũng được. Cái thứ hai nữa là nó cũng ổn định về giá đấy, nó được thị trường chấp nhận rồi đấy, chứ nó không khó như một số cái dòng khác thì sau này không biết là mình sẽ xuất bán được đi đâu thì nó cũng khó. Đấy, chồi nó ra nó mang mầm bông theo luôn này các bạn này, bông đi theo luôn. Nhưng mà em thì em muốn là làm tập trung cơ, những cái chồi ra như thế này là em cũng xoa hết đi để cho nó ra đồng loạt một lần để mình dễ chăm sóc các bạn, chứ bỏ xin mũi đây nhiều lắm. Do cái vườn này em trồng sen này, bơ này, nhãn này, nhãn này em trồng một hàng nhãn ít thôi, chủ yếu là những cây bơ này nó cao này thì bọ xít muỗi nó chích rất là nhiều, và mình khi mà mình làm cái bông này nó ra đây này, đấy mình làm cái này cái chồi nó ra là nó chích luôn đây này, là nhiều lắm đấy. Thì em sẽ làm cái video tiếp theo về cái vấn đề chích hút ở cái cây na Thái này này, tại vì vừa rồi em đi em thấy là nhiều bác cũng ít khi quan tâm đến vấn đề này, làm mãi mới ra được trái na thì nó chích cho đen xì hết, cứ bảo là bị sao không không biết là nó bị chích ấy. Rồi cái thời điểm mình xịt thuốc làm sao cho nó phù hợp, chứ còn không phải là lúc nào ta cũng xịt thuốc đâu, không phải lúc nào ta cũng xịt thuốc các bác nhé. Ta xịt đúng cái thời điểm đó thì nó không bị sao cả, thì sau cái thời điểm đó thoải mái, nó chả bao giờ nó chích nữa, chứ không phải nó cứ 2 ngày rồi 3 ngày phải đánh một lần liên tục như thế thì ai mà chịu được, phải không ạ? Là tùy theo thời điểm chúng ta sử dụng thuốc thôi. Vâng, thì cũng chúc các bác có thật nhiều sức khỏe nhé. À quên, là em có cung cấp cái túi bọc na Thái cho các bác ấy, đấy, ba cái dòng túi giấy Đài Loan, túi rút Đài Loan, rồi túi cước Việt Nam đấy, để các bác bọc các loại trái cây, thích bọc loại nào thì bọc, phải không? Đấy. Nên là các bác có nhu cầu thì cứ một là comment để lại số điện thoại bên dưới, hoặc là các bác cứ alo cho em vào buổi trưa hoặc buổi tối hoặc ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật đây này, đấy thì cứ tha hồ trao đổi, phải không ạ? Em thì rất là có một điều em lưu ý các bác luôn này, nói thêm tí là các bác khi mà hỏi về cái kỹ thuật để làm, mà các bác muốn hỏi cả một cái chuỗi ấy, thì một là các bác cầm cái bút các bác ghi lại các cái mốc, hai nữa là các bác ghi âm lại cuộc gọi của em á, để các bác, chứ còn nhiều bác có tuổi rồi cứ một lúc là các bác quên mất, chả nhớ cái gì đâu. Đấy, hỏi tên thuốc rồi hỏi tên phân thì chốc nữa lại quên, lại hỏi lại xong đến lúc ra tiệm lại hỏi lại lần nữa. Thì thật sự là em cũng không có nhiều thời gian để có thể lúc nào cũng bắt máy hết được, mà không bắt máy thì các bác biết rồi, không bắt máy thì các bác bảo cái thằng này nó lại gọi là gì, lại gì mà cái gì đấy cũng khó, phải không ạ? Rồi kiêu căng hay cái gì nhiều, có nhiều bác ấy gọi em mấy lần trong khi em đang bận nói chuyện với bác này thì gọi chèn vào xong rồi không nghe máy, lúc sau em gọi lại thì các bác ấy tỏ cái thái độ ấy, bảo gì mà gặp khó thế nọ kia gì đó, thật sự là rất khó cho em nhé, khó lắm đấy. Đấy, nên là các bác cũng thông cảm cho em nhé. Vâng, chúc các bác có thật nhiều sức khỏe, làm kinh tế thật thành công. Năm nay em đã trên dưới 40 tuổi, em chưa bao giờ em thấy các cái dòng túi bọc xịn sò như hiện nay. Đầu tiên là loại túi giấy tổng hợp từ Đài Loan, phù hợp cho La Thái, xoài, bưởi diễn, cho chất lượng cực kỳ thơm ngon, mẫu mã siêu đẹp. Loại thứ hai là túi rút thế hệ mới organic chất liệu từ Đài Loan, mềm mượt cho chất lượng cực kỳ tuyệt hảo.
Loại thứ ba là túi cước mịn phù hợp cho bưởi da xanh, mít thái, phòng ngừa sâu bệnh, ruồi vàng, cho chất lượng không thể chê vào đâu được. Các bác gọi số điện thoại trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ở phần comment, em sẽ gọi lại nha.